dành tặng cho nghệ sĩ Quỳnh và Léo Lì. Và động tác biểu diễn đầu tiên thì gánh nước qua cầu. Cái này dành tặng cho chú Thị rất khéo léo và thông minh này. Và ngay sau đây chú Kỳ sẽ bị đôi mắt của mình lại và thang bằng đi trên cây cầu rất nhỏ hẹp này, rất nhanh nhẹn và chính xác. Và ngay sau đây sẽ là động tác tung đứng phối hợp giữa nghệ sĩ Quốc Trung và chú Kỳ. Của nghệ sĩ Quốc Trung và chú Thị đã kết thúc. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một bộ môn thể thao mà các bé rất yêu thích, thì chơi thể thao phi ngựa gỗ. Vâng, đây là một bộ môn thể thao, một trò chơi rất gần gũi đối với các cháu thiếu nhi. Nhất những hình ảnh rất đáng yêu đang được hai chú Thị tái hiện lại trước mắt chúng ta. Và chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để dành tặng cho hai chú Thị. Những màn biểu diễn rất dễ thương và đáng yêu đã được hai chú Thị tái hiện lại thành công. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với một bộ môn thể thao. Vâng, đây là một bộ môn thể thao mà chú Thị cũng rất yêu thích, thì chơi thể thao đu xà đơn. Nó đu cũng giống như đu gạch. Tư thế đầu tiên chú Thị đang thực hiện rất chính xác. Tiếp theo là tư thế thứ hai. Vâng, những hình ảnh rất quen thuộc của chú Khỉ. Và qua màn biểu diễn này, chúng tôi xin nhắc nhở đến các cháu thiếu nhi, chúng ta phải thường xuyên luyện tập thể thao để có một sức khỏe tốt hơn, có sức khỏe sẽ có tất cả. Và chú Khỉ đang giơ hai tay chào quý vị khán giả và các bạn nhỏ. Như vậy là động tác tuyệt vời của chú Khỉ đã kết thúc. Tiếp theo chúng ta cùng đến với động tác thăng bằng chồng.